Hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm một chiếc đồng hồ cực đẹp từ cái ổ cứng máy tính này nhé. Ở đây thì mình đã có một chiếc ổ cứng này rồi. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên, mình cần tháo cái ổ cứng này ra. Các bạn cứ mở hết tất cả những con ốc này ra nhé. Ở đây thì cái ổ cứng này các bạn mua ở ngoài tiệm sắt vụn cũng như là mấy cái tiệm sửa máy tính rất là nhiều. Còn nếu mà anh em nào có điều kiện thì anh em có thể lên Shopee và đặt một cái mới về để làm nhé. Đó là dành cho anh em nào có điều kiện thôi nhé. Còn các bạn có thể tận dụng những ổ cứng này rất là nhiều ở trên bãi sắt vụn này cũng như là chỗ máy tính hỏng ấy, có rất là nhiều nhé các bạn. Các bạn lưu ý là phải mở hết ốc nhé. Ở chỗ này thì mình đang thiếu một con ốc này. Đó, thì các bạn phải bóc cái con ốc này ra thì mới mở được. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đĩa này. Bây giờ mình sẽ mở hết tất cả những cái linh kiện này ra nhé. Các bạn giữ lại tất cả những cái linh kiện này để tí nữa mình làm kim đồng hồ cũng như là các cái linh kiện khác. Tiếp theo mình sẽ mở ra và lấy cái phần đĩa của ổ cứng này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nhé. Thank you.